Xin chào tất cả các bạn nhỏ. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau ôn lại các hình cơ bản nhé. Nào, chúng mình bắt đầu thôi. Hi, xin chào các bạn nhỏ. Đố các bạn biết tớ là ai? Đúng rồi, tớ là hình tròn đấy. Và tớ có một người bạn vô cùng thân thiết với mình. Các bạn hãy cùng đoán xem đó là ai nhé. Hello, xin chào các bạn. Tớ là hình bầu dục đây. Các bạn ơi, khi đứng tớ có cao không nào? Thế nhưng mà khi tớ nằm thì tớ lại thấp đấy. Các bạn thấy không? Các bạn ơi, các bạn nhớ đừng nhầm lẫn giữa hai bọn mình nhé. Bây giờ các bạn hãy gọi tên chúng mình nào. Hình tròn, hình bầu dục. Các bạn giỏi quá. Xin mời các bạn cùng đến với một trò chơi. Các bạn ơi, ở trò chơi này chúng mình hãy tìm và chọn những đồ vật có hình dạng tương ứng với hình ở các rổ nhé. Bây giờ chúng mình hãy cùng nhau tìm các đồ vật có dạng hình tròn rồi cho vào rổ chứa hình tròn nhé. Đây là chiếc thớt. Chiếc thớt này có phải hình tròn không nhỉ? Đúng rồi. Quả cam này. Chiếc cân điện tử. Đồng hồ. Quả bóng. Phao bơi. Ồ, các bạn giỏi quá. Bây giờ chúng mình cùng nhau tìm các đồ vật có dạng hình bầu dục nhé. Chiếc gương này. Quả bóng bầu dục. Và quả trứng. Hoan hô, các bạn giỏi quá. Bây giờ chúng mình cùng xem các bạn hình học tiếp theo sẽ là ai nào. Hi, xin chào các bạn. Đố các bạn biết tớ là ai? Đúng rồi, tớ là hình chữ nhật đấy. Các bạn thấy tớ có cao không? Hi, tớ chỉ cao khi tớ đứng thôi. Và tớ còn có một người anh em đấy. Người anh em của mình cũng là hình chữ nhật. Nhưng khi anh ấy nằm thì anh ấy thấp hơn. Dù đứng hay nằm thì chúng mình đều là hình chữ nhật các bạn ạ. À, các bạn nhớ không? Tớ còn có một người bạn gần giống với chúng mình. Các bạn hãy xem bạn ấy là ai nhé. Xin chào các bạn nhỏ. Các bạn nhớ tớ là ai không? Đúng rồi, tớ là hình vuông. Các bạn nhớ đừng nhầm lẫn giữa hình vuông và hình chữ nhật nhé. Hình vuông tớ có bốn cạnh bằng nhau. Các bạn đã nhớ chưa nào? Bây giờ các bạn hãy gọi tên chúng mình nào. Hình vuông. Hình chữ nhật. Hình chữ nhật. Các bạn thật là giỏi. Nào, bây giờ chúng mình cùng đến với một trò chơi nhé. Cũng như ở trò chơi trước, chúng mình cũng tiếp tục tìm các đồ vật có dạng hình tương ứng với các hình ở các rổ đựng. Bây giờ chúng mình cùng tìm các vật có dạng hình vuông nhé. Khung cửa sổ này. Đồng hồ. Đồ chơi Rubik này. Còn gì nữa không nhỉ? À, chiếc hộp quà. Các bạn nhỏ giỏi thật đấy. Và bây giờ chúng mình cùng tìm các đồ vật có dạng hình chữ nhật nhé. Chiếc bảng này. Cánh cửa. Cái tủ. Chiếc thước kẻ. Phong thư. Quyển sách. Cái bàn. Còn đồ vật nào có hình chữ nhật nữa không hả các bạn? Hết rồi đúng không? Các bạn giỏi quá. Bây giờ chúng mình hãy cùng xem tiếp sau đây sẽ là bạn hình học gì nào. Hi, xin chào các bạn nhỏ. Hôm nay hình tam giác chúng mình đây sẽ mang đến cho các bạn một màn biểu diễn xiếc có tên Nhào lộn trên không. Các bạn hãy xem chúng mình có giỏi không nhé. Và để thực hiện được trò chơi này, mình cần thêm một người bạn anh em nữa, là một hình tam giác. Và bây giờ chúng mình bắt đầu đây. Đấy, các bạn thấy chúng mình có giỏi không? Wow, các bạn hình tam giác giỏi thế. Ồ, mà sao khi hai bạn chồng lên nhau lại giống lúc mình đứng thế nhỉ?
bạn nhìn tớ đứng này. Chúng mình có giống nhau không? Đúng rồi. Khi hai hình tam giác chồng lên nhau thì lại biến thành hình thoi kìa. Thật là tuyệt vời. Các bạn nhớ đừng nhầm lẫn giữa hình thoi và hình tam giác nhé. Xin mời các bạn cùng đến với trò chơi. Nối hình đúng ô. Các bạn hãy xem, phía bên trái có các hình tam giác, còn phía bên phải là các hình thoi đấy. Các bạn hãy xem và chọn những hình tam giác tương ứng với các hình ở trong ô còn thiếu nhé. Các bạn nhỏ ơi, các bạn hãy xem hình tam giác số 1 này sẽ là hình tam giác màu gì nhỉ? Ồ đúng rồi, đó là hình tam giác màu vàng. Còn hình số 2? Có phải là hình màu hồng không nhỉ? Rất chính xác. Hình tam giác số 3? Hình tam giác màu xanh nước biển, đúng rồi. Và hình thứ 4 sẽ là hình tam giác màu xanh lá cây. Các bạn giỏi quá. Và bây giờ chúng mình cùng nhặt các hình thoi nhỏ để ghép vào thành hình thoi lớn nhé. Hình số 1, hình số 2, hình số 3 và hình số 4. Wow, các bạn thật là tuyệt vời. Và để kết thúc buổi học ngày hôm nay, chúng mình hãy cùng bạn Su Su đi siêu thị và lựa chọn các món đồ theo hình dạng tương ứng nhé. Nào, xin mời các bạn. Các bạn ơi, các bạn hãy tìm cho Su Su những đồ vật nào có dạng hình tròn. Bao bơi này, Su Su ơi. À, và những quả bóng nữa này cũng có dạng hình tròn đấy. Còn gì nữa nhỉ? Ồ, quả cam này. Chiếc cân điện tử nữa này. Hết rồi Su Su ạ. Bây giờ Su Su muốn mua các đồ vật có hình gì nữa nào? Bây giờ Su Su muốn mua các đồ vật có dạng hình bầu dục. Các bạn nhỏ hãy tìm giúp mình nhé. Hình bầu dục ư? Ồ, có quả bóng này. Quả trứng nữa này. À, có quả trứng đồ chơi rất đáng yêu nữa này. Còn gì nữa không nhỉ? Hết rồi bạn Su Su ạ. Cảm ơn các bạn. Bây giờ các bạn hãy tìm giúp mình những đồ vật có dạng hình vuông nhé. Ồ, mình nhìn thấy rồi, có đồ chơi Ruby này. Chiếc đồng hồ cũng có dạng hình vuông đấy. Các bạn giỏi thế. Bây giờ các bạn hãy tìm giúp Su Su những đồ vật có dạng hình chữ nhật nào. Hình chữ nhật ư? Ồ, hộp sữa này. Còn gì nữa nhỉ? À, quyển sách. Wow, các bạn nhỏ thật là tuyệt vời. Lần này các bạn hãy giúp mình tìm những đồ vật có dạng hình thoi nhé. Tớ nhìn ra rồi. Và một lần cuối cùng, các bạn hãy tìm giúp mình những đồ vật có dạng hình tam giác. Đó là chiếc bánh pizza, Su Su ơi. Và chiếc mũ len. Wow, cảm ơn các bạn nhỏ. Vậy là giờ học của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào các bé và hẹn gặp lại các bé trong những bài học tiếp theo.